thứ thứ ba ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022 họ đạo Tam Kỳ Phổ Độ Thánh Thất Phú Sơn tổ chức bầu lại ban trình đạo vì ban trình đạo cũ đã qua nhiệm kỳ 5 năm do đó ngày hôm nay chúng tôi được mời tới dự ngày đại hội đó tôi và ông lệ đã đi lên họ đạo tam kỳ phổ độ thánh thất phú sơn để dự đại hội bầu ban chỉ đạo mới bầu không khí ngày hôm nay tương đối là tốt bởi vì trời những ngày trước thì mưa nhiều nhưng ngày hôm nay mưa chỉ lất phất mà thôi và khi chúng tôi tới họ đạo à, tam kỳ phổ độ thánh thất à, phú sơn thì mưa đã chấm dứt rồi chúng tôi à, được mời vào và bắt à, 9 giờ bắt đầu khai mạc đại đạo tam kỳ phổ độ thánh thất phú sơn đã tổ chức lễ bầu lại ban trình đạo à, một cách nghiêm túc và trang trọng họ tổ chức uh, rất chú đáo và gọn nhẹ chính vì vậy mà mọi người được mời tới uh, dự ngày đại hội này dù chính quyền hay các tôn giáo bạn hay uh, những người khác những người đại diện được mời thì đều uh, cảm thấy vui lòng bởi vì uh, uh, họ đạo đã tổ chức uh, có thể nói được một cách tương đối khoa học Và tổ chức một cách gọn nhẹ Sau khi bầu xong 13 người Trong nhiệm kỳ mới 5 năm Thì tất cả đều được mời ở lại Để dùng cơm chay Tất cả chúng tôi Từ chính quyền cho tới các tôn giáo bạn Và những người đại diện đều ở lại để dùng bữa cơm chay với thánh thất ở cao đài cùng với các đạo xanh đạo cao đài bởi vì đạo cao đài đã có một câu rất đẹp để gắn bó với đất nước là nước vinh đạo sáng tốt đời đẹp đạo đó là những câu phương châm có thể nói được là để giống như khẩu hiệu của một tôn giáo vì tất cả mọi người mọi tôn giáo đều sống trong một đất nước sống trong một đất nước hòa bình sống trong một đất nước do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo chính vì vậy mà mọi tôn giáo đều là thành phần chung của mặt trận tổ quốc ở Việt Nam Giữa một mái nhà chung đó là mặt trận tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy mà bữa tiệc uh, tuy đơn giản chỉ là cơm chay mà thôi nhưng món những món ăn được chọn lọc thật uh, tốt và ăn ngon miệng. Mặc dù tôi ít khi ăn cơm chay nhưng ngày hôm nay dùng cơm chay tôi cũng cảm thấy ngon bởi vì lâu lâu được dùng những món đặc biệt để người ta nấu cơm chay và nấu những món ăn giống như thịt giống như cá giống như cá giống như thịt giống như giống như những thức thức ăn mà người thường vẫn ăn tuy nhiên họ đã nấu uh, hình thức ở ngoài thì giống như cá như thịt nhưng thực tế ở trong chỉ là uh, đậu phụng uh, đậu phụng uh, hoặc là uh, một uh, vật liệu nào đó uh, được chọn lọc và những uh, thức ăn um, chay là những thức ăn đắt tiền chứ không phải là rẻ tiền cho nên uh, khi ăn những món ăn đó người nào ăn được thì cảm thấy rất là thích thú bởi vì nó giúp người ta có sức khỏe hơn giờ chúng ta không ăn những đồ mà có thể nói được là có những thực phẩm hóa học chẳng hạn có những chất hóa học ở trong cho nên nó sẽ làm cho con người chúng ta dễ sinh bệnh còn đây là cơm chay cho nên những thức ăn của cơm chay thì đó là những thức ăn đặc biệt bởi vì nó không do thịt cá mà làm nên nhưng do những món ăn đặc biệt của người nấu chay đã mua về để làm những món ăn giống như thịt cá chính vì vậy mà ngày hôm nay ngày đại hội chúng tôi có thể nói được là thành công một cách tốt đẹp và tất cả các vị chính quyền huyện cũng như xã và các vị tôn giáo đại biểu tôn giáo bạn hay những vị đại biểu khác được mời tới đều cảm thấy vui lòng và hầu hết đều ở lại dù chỉ có những người nào có công tác bận lắm phải về có vấn đề gì thì người ta mới về mà thôi chứ hầu hết đều ở lại cả và tôi cho rằng đó là việc uh, tốt đẹp của một tôn giáo bởi vì uh, ở trong uh, vùng Phú Sơn này thì có bốn tôn giáo đó là Phật giáo, Công giáo, uh, Cao Đài và Tin Lạnh nhưng bốn tân giáo đều sống uh, hài hòa với nhau, biết tôn trọng lẫn nhau và như thế nó lên nét đẹp của cái vùng đất uh, Phú Sơn này uh, chúng tôi uh, ra về và có nhiều ấn tượng tốt đối với cuộc đại hội này. Chúng tôi ước mong sẽ có nhiều dịp khác được ghé thánh thất cũng như ghé các chùa để có thể cùng nhau tham dự những nghi lễ của bên Phật giáo, bên cao đài, bên tin lành, vân vân để chúng ta cùng nhau hiểu nhau hơn và chúng ta cùng học hỏi những kinh nghiệm của nhau và do đó càng lúc chúng ta càng tôn trọng lẫn nhau. Đó là điều tôi nguyện ước và cầu chúc cho Thánh Thất Cao Đà ngày hôm nay càng lúc càng phát triển để các đạo xanh trong Thánh Thất Cao Đà được càng lúc càng phát triển một cách mạnh mẽ hơn.